đang có bệnh nhân này 60 tuổi, khỏe mạnh. Ngay trước giờ đâu có mắc bệnh gì không? Cao huyết áp không? Cao huyết áp tiểu đường, bị cao huyết áp. Nửa tháng nay, bệnh nhân đau bụng. Cái đau là ở cái bụng dưới bên phải. Tính chất đau là đau bụng quặn, và đặc biệt là khi muốn đi cầu thì đau bụng nó nhiều hơn. Và một ngày bệnh nhân đi tiêu 2 lần, nó phân thì bình thường, đôi khi phân nó ra chút nhất, không có phân, không có lẫn máu. Một tháng nay thì từ lúc đau thì bệnh nhân không có sụt cân. 2 tuần lễ nay thì bệnh nhân đau nhiều hơn, và đôi khi bệnh nhân có cảm giác là nóng sốt và ớn lạnh. Tuy nhiên bệnh nhân không có cập nhiệt độ. Trên lâm sàng tôi khám thấy bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng hào, sinh hiệu ổn định. Lâm sàng không thấy dấu hiệu nhiễm trùng, còn thấy cái bụng thì dày mỡ. Vì sao vậy? Chị nằm ngay ngắn này có sẽ dày mỡ. Có 2 chân lên. Rồi. Đâu? Ở đây. Chỗ này. Chị đặt cái bàn tay xem chỗ nào đó, nhìn đặt cái bàn tay. Một chỗ thôi. Chỗ nào? Chỗ nào? Cái vùng đau nó to, nó rộng hơn. Để nguyên cái bàn tay ở vùng. Rồi, vùng này là cái vùng hạ vị bên phải. Vùng hạ vị bên phải thì cái chẩn đoán trường hợp này là có một cái bệnh lý gì đấy của ống tiêu hóa, đúng chưa? Bệnh nhân này là đau bụng quặn, đúng chưa? Rồi cái tổn thương, cái bệnh lý này có tính chất viêm nhiễm thì bệnh nhân có cảm giác sốt, mặc dù cái triệu chứng sốt nó không có rõ ràng, đúng chưa? Và không phải là một cái hội chứng tắc ruột, tại vì bệnh nhân bụng không có chướng, bệnh nhân không có bụng nôn hơn đâu đó. Đi cầu thì không những là ít đi mà đi cái số lần đi nó nhiều hơn bình thường nữa, cho nên không phải là một cái hội chứng tắc ruột, mà là một cái sang thương của ống tiêu hóa nha, có tính chất viêm nhiễm. Cái viêm nhiễm đấy làm cho bệnh nhân nó kích thích, làm cho bệnh nhân đau quặn, chứ không phải là tắc ruột nha. Thì vấn đề còn lại là chúng ta tìm xem cái sang thương này nó nằm ở hồ tràng hay là sigma, đúng chưa? Thì cái vùng giải phẫu này tương ứng với 2 cấu trúc của ống tiêu hóa là gì, là hồ tràng và đại tràng sigma nha. Tuy nhiên nếu trong lâm sàng chúng ta thấy nếu mà có bệnh lý của hồi tràng, cái viêm nhiễm gì, bệnh nhân sẽ tiêu chảy. Thứ hai nữa là nếu là sigma đại tràng thì cái đau của bệnh nhân sẽ gắn liền với triệu chứng đi cầu, nó được vấn đề chưa? Bệnh nhân này không có tiêu chảy ha, bệnh nhân này là cái đau nó gắn liền với đi cầu, mỗi lần đau quặn bụng là nhắm mắt đi cầu. Thế thì chúng ta nghĩ nhiều đến cái sang thương viêm của ống tiêu hóa là nó nằm ở đại tràng nhiều hơn là ở hồi tràng nha. Cái đó thứ nhì là bệnh lý của ruột thừa, thì ta ít nghĩ đến, đau cả tháng. Thì cái đó lâm sàng là một cái viêm ruột nha, bán cấp, cái ruột bán cấp nha. Vị trí là ở axit mà phân biệt với một cái viêm ở hồi tràng nha. Cái 2 trường hợp này nếu đúng như thế thì ta không có phẫu thuật. Rồi tắt lên, rồi lên trại. Trường hợp này 5 ngày hôm trước chúng ta đã khám rồi, khám lâm sàng đã động cái CT và chẩn đoán là một cái viêm túi thừa đại tràng sigma nha, và quyết định điều trị nội khoa kháng sinh. Thì điều trị kháng sinh 2 ngày là bệnh nhân cảm thấy rất là vui vẻ, phấn chấn, vì triệu chứng nó giảm hẳn. Bữa nay là ngày đến ngày thứ 5 rồi nha, thì triệu chứng giảm 8 phần và có 2 phần thôi nha. Thì tôi sẽ cho bệnh nhân xuất viện. Mà xuất viện là có dặn bao nhiêu gì không? Dặn cái gì? Điều quan trọng nhất khi bệnh nhân này xuất viện là dặn dò bao nhiêu người sao? Ai biết cho điểm chính thì kỹ năng vượt qua. Dặn dò bao nhiêu cái gì? Không biết gì hết. Thôi, chuyện tôi bốn thi luôn. Khỏi ngày mai mốt khỏi mất con bắt không bệnh nhân. Dặn bệnh nhân 1 tháng sau nha, bây giờ về nhà vẫn tiếp tục điều trị một cái viêm túi thừa đại tràng 5 ngày không chưa đủ nha, ít ra phải 2 tuần lễ kháng sinh 2 tuần
các bạn biết là cái điều trị nhiễm trùng trong ngoại khoa khác với điều trị nhiễm trùng trong nội khoa. Trong ngoại khoa thì chúng ta cắt bỏ cái ổ nhiễm trùng rồi, cho nên những kháng sinh thời gian rất ngắn, 3 ngày đến 5 ngày ta cắt. Trong khi đó điều trị nhiễm trùng trong nội khoa là phải dùng kháng sinh dập tắt cái ổ đấy, đúng chưa? Ngoại khoa thì lấy cái ổ đó đi, dùng kháng sinh phụ trợ thôi nha, lấy cái ổ nhiễm trùng nó đi, lấy cái tổn thương nhiễm trùng đi, dùng kháng sinh tăng cường bổ trợ 3 đến 5 ngày. Còn nội khoa để cái ổ trong bụng, để cái ổ tại chỗ đấy rồi phải dùng kháng sinh dập tắt cái ổ đấy thì phải lâu hơn 7 đến 14 ngày, cho nên về nhà tiếp tục phải điều trị cái to nhiễm trùng viêm túi thừa đại tràng. Dặn bệnh nhân là 1 đến 2 tháng sau nha, quay trở lại để làm cái gì, để nội soi đại tràng chúng ta. Tại vì sao? Tại vì trong một số trường hợp chúng ta không phân biệt được u đại tràng và viêm túi thừa đại tràng, tỷ lệ đó rất nhỏ thôi. Nên tất cả những bệnh nhân mà điều trị là viêm túi thừa đại tràng thì phải dặn bệnh nhân là quay lại bệnh viện để nội soi đại tràng kiểm tra. Nghe chị nghe rồi ha, rồi không có ai về. Dạ, ngoài làm đây mà. Rồi.